Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Bữa nay thì trời mưa rất là lớn luôn cả nhà ơi, hồi sáng tới giờ luôn. Bây giờ mưa nó cũng còn ngừng ngừng nhưng mà nó cũng còn lâm râm vài hộp nha. Đó, giờ là Tiền với lại ba Úc Dương với bé Nhí sẽ đi qua bên vòng vòng bên này nè, có cá lóc lên không nguyên cả nhà. Tại hai ngày trước thì mưa lớn lắm luôn, cho nên là nghe chú Năm nói là cũng bắt được mớ cá. Ta bắt chú Năm rồi. Ngủ hết hả? Ngủ hết rồi, trời mưa ngủ hết rồi. Bữa ăn này đó, ông bắt cá rô hả? Nhiều không? Được nhiều không? Mấy con hả? Đó ra đi kiếm thử coi có không? Bữa nghe đồn là chú Năm là bắt cũng đủ ăn buổi chiều đó cả nhà. Ổng với hai đứa nhỏ. Đó. Mình đi vòng đây nè. Đi xuống dưới này nè. Vòng vòng xuống đây nè. Đây đây, nắm tay. Vòng bọc bọc ở đây nè. Cái gì vậy? Cái này gạo lứa xong qua được ta? Qua được không? Gạo quá, gạo rồi, sát quá. Đi bên đây nè, mấy ơi, bên đây nè. Chú lỗ chó. Bên đây nè, qua mới được. Chú lỗ chó Nhi ơi. Cái bảm con xuống, cái bảm. Ôi. Cái bảm bảm con xuống đây. Thôi dẫn đâu rồi, nó giỡn thôi. Ẩm tao nhảy xuống đè tôi sụp lép. Tao dần đạp bắp nha, dịnh dịnh nhí kìa. Cái gì chỗ đó nó chả chảy à. Ôi, 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 có cá, cá. Cá, cá, cá. Nhìn ra cái gà thôi. Đây nè, mưa nó lóc lên nè. Nó dính ba cái trò quá trời luôn. Ôi. Tiền đừng con này kìa. Đây, chả chảy. Đầu tiên, nhí nó mò kìa. Đừng con, đừng con kìa. Nó mò mò kìa. Ôi, ôi, bắt được không? Ông Dương, bắt ông Dương. Bỏ bỏ nó lên. Dương sợ nữa kìa, ông Dương sợ. Dương sợ nữa kìa. Ghê ta. Ghê ta. Cá ngon quá. Cá này bự hơn cá con Tiền. Đây rồi, chừng đạp bắp nha. Đạp cho dẹp luôn. Ôi trời mưa này cho nên là heo cái lóc lóc lên nè. Cả nhà ơi. Kiếm Dương, dụng đụng dụng mấy cái dụng quá Dương. Dậm dậm là nó có là nó lóc 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 à. Dẹp lép luôn. Kìa kìa kìa, ta thấy con rồi. Nó nằm nè. À, dính được con. Có cái gì nó dãy dãy không chưa đâu. Đâu đâu. Ôi nó lóc lên. Kìa kìa kìa, nó lóc con cái hầm của ông nội nè. Nó con kìa, nó vô, nó vô ống bọng. Nó bò vô ống bọng. Chỗ này có không? Bà Nhi bắt coi, bà Nhi bắt coi. Bà Nhi bắt coi, để nó đi vô ống bọng. Để nó vô ống bọng kìa, để nó vô ống bọng. Đè ống bọng lại. Ôi, ống bọng nó đi qua. Tao đè lên nha, tao đè ống bọng lên đó, bắt đi. Hai tay Dương, hai tay. Tao đè ống bọng rồi. Nó chạy đâu rồi? Nhí coi chừng đạp bắp con đứng lên trên clip á. Ừ. Thấy không Dương? Kìa 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 kìa. Đuổi đuổi nó lên bờ á, đuổi nó lên bờ dễ bắt. Lên bờ dễ bắt Nhí. Nó gì cháu mày đâu rồi? Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Kìa 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 kìa. Lưỡi nó bò đi để nó vô ống bọng. Tự coi. Nó nẹt tay con đó. Đâu rồi? Đâu tiêu rồi? Dương Dương gà rồi. Đó 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 đó. Hai con rồi hả? Hai con hả? Hai con. Phải không? Phải không? Hai con. Thấy không? Kìa. Kìa hai con. Hai con luôn hả? Hai con rồi. Đẻ bọng nó đi. Trời ơi. Cá đồng á, cái đầu của nó đỏ ửng đi cả nhà. Một con. Làm gì đó? Tám ơi, làm gì đó? Ôi, ta bắt cho mau đi. Vậy? Ở trong đó có hàng điểm ba. Điểm ba thấy cái hàng không? Ừ. Cái hàng kìa. Ủa, hàng gánh. Nè, cả nhà bên đây là cái hầm nước chứ hổm là Tiền với lại cha giúp Dương là bắt rất là nhiều cá luôn nha. Bữa nay là trời mưa. Lóc mưa lên đây cả nhà ơi. Đây. Ôi, ngay cái ống bọng này nó nè em ba ơi. Ống bọng nó kìa. Kìa bên đây nữa nè. Bên đây. Hai con luôn. Bên đó một con nữa gì Dương. Ôi nè cả nhà ơi. Đây, con cá nó lóc lên kìa. Ôi lùi. Đây, cá nó ốm. Cá này ốm hình như đẻ rồi. Úi trời ơi, nó văng. Bày mặt luôn. Văng bày mặt. Đâu rồi?
Vậy có hai dì cháu nó bắt bên kia kìa. Hai dì cháu đang đậy mặt đây mái chứ. Dùng cái vô bờ, dùng vô bờ. Cái ống bọng nha, cái ống bọng người ta nghe. Để có hai đứa nó bắt con cá đó nó làm sao. Bắt được ăn nha. Được không? Tôi chỉnh qua ống bọng đó. Ừ bự, ừ bự. Được rồi, thành công rồi. Con cá đó nó ú kìa. Hết rồi, đi, đi đường khác. Cái gì vậy? Hết hồn xình. Mò mò dưới này có không cả nhà. Còn không, còn không? Không biết nữa. Giờ mình mò mò thử coi. Hết hết về. Hết lóc qua đây. Đi qua bên, qua vòng qua bên nắm bắp kìa. Giang bảy chân. Giang gì đâu mặt mày thứ ơi luôn. Cá kìa 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 đâu kìa, 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 kìa. Trời ơi nó lóc thiệt đó nhà. Coi chừng bắp đi từ từ nha. Nó lóc kìa, nó lóc kìa. Đạp bắp cây này nó lên hai cây. Cá Tám ơi, cá gô nó lóc lên. Nâng lên nha. Thì mưa nó lóc lên. Rồi đi vô, đi vô. Ôi da. Cái sạc kia. Bắt luôn chứ. Mò được đó chứ. Mò còn không? Hết rồi, không thấy. Thấy lóc lên rồi, cái gô lóc 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 lên. Bắt rồi. Và mình mấy cái ngọc bắp rồi, bắt rồi. Nắp này xa hầm không? Xa hầm rồi. Mình phải đi bọc lấy đi. Xa hầm không có. Bẻ bắp vô nấu ăn luôn. Bẻ bắp luôn. Bẻ vài trái bắp của bác hai vô mình nấu canh bắp ăn hả ba. Bẻ đi nữa con nhiêu trái con điếm trả tiền lại cho bác hai. Bắp ăn được không? Mình không? Không biết được không? Tiễn hết trơn. Tiễn hả? Ừ. Có ngay cái hàng này nè, nó thấy nó hơi hơi ấy. Tiễn hết á. Đi đi dài tới. Tiễn hết trơn rồi đó. Còn bắp non không? Thấy không? Ừ. Ồ. Đi dài để ăn đây. Chưa bắt ớt ăn hả? Trời mưa giờ này là tạnh. Tạnh mưa luôn rồi. Mấy trái bên đây cũng bự bự nè hả ba. Ừ. Mà thấy gâu nó còn ấy quá không biết. Gâu nó còn tươi. Ờ gâu nó hả? Còn trắng quá đó. Giật cái. Giật cái ăn được chưa? Nè cũng được rồi nè. Nè. Ừ, ngon ha. Được không? Ngon quá, nấu canh không ngon. Nấu canh không ngon hả? Ừ ngon quá, đâu có canh đâu có nhựa đâu. Đi dàn trước đi. Dàn kiếm đi, kiếm cái gâu đỏ đỏ. Tại vì bắp này vừa là ông bẻ rồi chứ ông đâu để cho già đâu. Bẻ gì? Già là nó già khù à. Mình chịu gì không? Chịu gì thì bẻ. Bẻ đi. Ừ. Đây. Coi vô coi già già bẻ Dương ơi. Bẻ già trái đi. Mình vô mình nấu canh ha. Bắp nhỏ tỉ bắp nhất hết rồi. Ừ. Nè ba để với hùng đi, cái này cũng đủ khô quéo đó ba. Nhìn lên dưới. Ừ nhìn dưới trời như được rồi. Này có cái này già nè. Già không? Ừ. Vàng bẻ thấy không? Như được rồi đó. Hai trái, bốn trái, sáu trái, tám trái rồi. Tám trái rồi. Trái nữa đi, chín trái đi. Hình như là ba trái. Không có, ba trái mười có bắp sống mà. Đi chỗ này coi. Kiếm con cá không?
ngồi đi bọc qua bên cái bờ của bà nội nữa. Này không có rồi. Con. Rồi đi vô. Rồi đi vô. Đi qua bờ, dạo qua bờ bên nội cái nữa đi. Ừ. Cới bên miếng hầm luôn á. Ủa đi đường nào vậy ba? Đi này nè. Đi xong quên đường luôn rồi. Đi đường nào cũng vô nhà được hơn quê. Ủa cỏ nhấp chân ngoài cắt có bò ăn chưa? Lên nè con. Biết lên, biết lên. Nước kìa cả nhà. Nước dữ dằn nước luôn. Này nước không nè. Nước lút trơn. Đi dạo qua bên kia một cái. Đây nước chùm chùm nè. Cỏ quá trời cỏ. Trời đau giờ. Ba đá biển là ba đá nhi. Đây này nhí ơi. Trời. Thường thường thì gần bờ trên là nó lóc lên dữ lắm nha. Nhí. Lụm đó. Trời. Cho nhí bắt đi. Nhí bắt đi. Nhí lóc lên bờ nè. Ở đây đồ chơi cũng lớn quá trời luôn nè. Cầm cái đầu đó. Ừ. Cầm cái đuôi nó dãy sao. Ừ. Nhí. Gì quá. Ây da. Ây da. Nó phào nữa kìa. Ôi đây nè em ba ơi. Sao bắt nó. Chung cổng đó hả? Chung đi nè. Tay nhí nhỏ học kêu. Đây. Con mini mini. Mini chen vô lỗ nhỏ. Rồi hết đi rồi. Nãy vòng vòng mình đi cũng được con mất. Sao lại còn mấy đám con gì đó. Dướng đâu mà nhìn em. Dướng nóng. Ủa dạ. Rồi đi chở. Rồi đi chở ngược ra đây. Ngược là hả? Đi đường này qua đi. Cái gỗ đó con. Về tới nhà cả nhà. Đủ rồi, đủ rồi. Cũng được mớ cá nè. Đủ rồi, được nhiêu. Được nhiêu. Cũng được 2, 4, 6, 8, 10, 11 con. Với một con cá sặc nữa. Giờ nhớ không? Ây dạ. Rồi con có bự á. Rồi con có bự. Mấy cái kia nó nhỏ không à. Ừ, nó đắp luôn rồi. Đây. Giờ mình xẻ bằng cá nha cả nhà. Bắp thì thấy ba lột ra đi, mình xác mình nấu canh. Xác nấu canh. Con vô uống không, con này chắc có trứng nè ba. Con này đẻ rồi nè. Rồi mấy con này nè, ấy luôn nè. Cái tỉnh nó giờ cũng ăn xong nè cả nhà. Tỉnh nó giờ thì được nhiêu cá này nha. Đây, cái này là rau dịu nè, mình sẽ rửa luôn. Chúng ta thì xác bắp nha. Mình hôm nay mình nấu canh bắp. Được nồi kho queo. Phần rau dịu này trời mưa cho nên nó ngon rất là à. Tốt luôn. Xèo. Nó dựa cho mát. Ừ. Bắp mình nấu nó ngọt. Xem cho nên âm u cúp điện cái nhà cho nên nó hơi tối. Nhưng nó ba bữa hơn ta. Mời cơm nữa hả? Tối nay canh nhặt đồ. Tối nay cũng nhặt. 5 giờ thức dậy giặt là nó
tiếng hồ. Rồi giờ là tiện với lại ba sẽ quay ngang nấu luôn nha cả nhà ơi. Đây. Nước sôi rồi. Này đó bánh mèo đâu. Bỏ nước tương vô. Sát trong này nhiều quá nè. Mắm. Bột ngọt. Cho muối vô luôn. Đường, cái muối cục tốt tiêu ta. Muối cục nữa. Mày lên. Sôi lên cái mình thả ra vô là ăn được đấy. Đây, cá thì mình đẩy cho nó lưu chút xíu nó sẽ rút nước như thế này, nó sẽ sệt lại. Nó sọt lại nè cả nhà. Nhìn bắp mình cũng chưa nó chín luôn nè. Nhìn sắc ớt cho nha. Gao vô nè. Đây. Cho miếng hành vô luôn. Bắp đó có hành không ba? Không. Cái bắp đó hành đó không? Không, không phải. Không phải hành, có gao hành. Để gao này. Tiêu. Ồ, để vô đặt. Ủa, tiêu đâu rồi? Bột tiêu đó có không? Hết rồi kìa. Mấy lẻ ra nữa rồi. Hình như là hết tiêu rồi. Dạ, anh vô làm gì anh nha. Cái hũ mình đâu? Nè. Còn đó. Ủa. Xịt tiêu vô. Rồi xong. Xong chín. Chín rồi, dọn chén ra ăn cơm luôn. Rồi cơm cũng đã nấu xong rồi, Tiền cũng xin mời bà cô chú anh chị các bạn cùng dùng cơm nha. Hôm nay thì mình ăn với lại cá kho tiêu với lại canh bắp gao diệu nha cả nhà. Với lại quẹt. Quẹt. Cho ăn canh bắp vô à. Con sẽ quẹt. Mời cô chú anh chị ăn cơm. Vô ăn gì? Ăn quẹt không? Chừng cay đó, mẹ gắp cho. Quẹt. Quẹt là quẹt như thế này nè. Nó nghe nó nói quẹt vậy đó. Trái bất chính. Không muốn quẹt luôn. Mà cái nhà ăn cơm. Nhưng mà không quẹt. Rồi cả nhà. Không nổi rồi. Mày gắp cá cho. Mày gắp được không? Ừ. Không muốn mà không ăn gắp. Như nãy bắt mấy con. Nghe, nãy con bắt mấy con. Dạ, mẹ ơi. Nãy con nhìn thấy mà con bắt không được. Quẹt. Quẹt gì chút nữa đi. Dạ. Ăn mẹ ghẻ cá cho được rồi nè. Đồ quẹt nữa kìa. Bắp nóng gì ăn vậy thôi.
được con giúp nữa không? Cho con ra quê mùa quá. Nói gì vậy? Mùa ngào. Áo của cô cặn quá. Áo của cô cặn nè, cô không có cặn cho con quê mùa quá. Từ từ bà mới may. Chị Loan cặn rồi, Loan nói cái mai cho con mèo trường trước. Mới có cái giường. Giờ bữa nữa bà mai tới miêu. Ai mai cho miêu á? Làm mấy mí lớn quá nè. Rồi chặt cái bụng hết. Bà ơi, à, đi bệnh viện á, lạ. Người ta bún cài cái da, da cái nè. Ừ. Để che cái bụng lại á. Ừ. Rồi xong cái người ta gắp bụng mà ra. Gắp bụng mới ra. Quét này nè. Nó ngon không? Mở xương. Ông ngoại đâu có con cá đâu. Tính mình cắt cho ông ngoại mày ăn. Miêu, cho có nạc thôi. Cá này xương không miêu. Nó tính ghé bồn nó ăn cắp cơm. Nhưng mà ông ngoại có cơm đâu. Có mà. Không, ông ngoại có cá đâu. Bắt hổm hết rồi. Có cơm. Bắt hổm hết rồi. Vậy tôm ngoại bắt tôm nhiều nhiều đi, bữa nào mình bắt nữa. Thì cả nhà ơi, hôm nay thì trời mưa đi lượm cá rô á trên bờ, nó lấp trên bờ á, thì được bữa cơm chiều rất là ngon nha. Thì Tiền cũng cảm ơn bà cô chú anh chị các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ video của Tiền. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye, bye.